Chào mừng cô chú anh chị các bạn đã trở lại kênh với Tân Food. Đây là món cốc non ngâm chua ngọt này cả nhà, mình đã làm thành phẩm rồi. Cốc vàng ươm nè, giòn rụm, thấm vị, lên màu tự nhiên mà không cần dùng phẩm màu hay là đường cát vàng gì cả. Mình chỉ cần thêm một công đoạn nữa thôi là có được thành phẩm rất ngon và đẹp mắt như thế này. Món cốc có vị chua chua ngọt ngọt rất là vừa ăn luôn. Nhưng nếu thích đậm đà cả nhà có thể chấm cùng với muối tôm Tây Ninh đó. Rất là tuyệt vời luôn đó. Và cách làm cũng rất là đơn giản luôn. Mình đã có chia sẻ phần sau video. Nếu thích mời cả nhà cùng theo dõi nha. Và phần cốc mình chuẩn bị đây là cốc Thái đó cả nhà. Nếu mà lựa được cốc non thì càng ngon nha. Cái này gần 3kg nè. Và khi gọt vỏ sơ chế xong mình mới cân lại và mình lấy 2kg nha. Cốc này là mình không có mua, của nhà hàng xóm cho nè. Nó có lớn có nhỏ. Trái lớn thì một tí nữa mình sẽ chẻ đôi. Và cái trái nhỏ thì mình để nguyên luôn. Cái này nó có non có già luôn. Tất cả đều làm được. Nhưng nếu mua cả nhà nên chọn cốc non á. Để mình không phải khi mà thưởng thức á. Không phải bỏ cái hạt. Do cái phần nước nấu mình phải để nguội. Nên mình đi nấu trước nha cả nhà. Để làm cho khoảng 2kg cốc á. Thì mình cho đây 1 lít 2 nước. Một lít 2 nước thì cho vào 600g đường. Một 150ml giấm. Giấm này cả nhà dùng giấm gạo hoặc là giấm nuôi nha. Mình không dùng giấm công nghiệp. Nếu giấm công nghiệp thì phải giảm lại một nửa thôi. Và cho vào một muỗng cà phê muối, muỗng đầy luôn. Các bạn có thể nấu lửa trung bình cho nó sôi nhẹ lên cũng như cho nó tan hết đường và muối đó. Đầu tiên mình cứ nấu lửa trung bình, khi nó sôi á mình giảm lửa nhỏ, nấu thêm khoảng 3 tới 5 phút nữa là được. Nè, mình đã nấu nó bốc hơi và nó sôi nhẹ, nó tan hết đường và muối rồi các bạn. Và mình nấu lửa nhỏ thêm khoảng từ 3 tới 5 phút nữa là mình tắt lửa nha. Khi tắt lửa rồi mình mới cho nước mắm vào. Và lượng nước mắm là khoảng 60ml. Các bạn có thể canh bằng muỗng ăn cơm á, khoảng từ 4 đến 5 muỗng là được nha. Và nước mắm này mình dùng là 40 độ đạm nha. Rồi, cho nước mắm vào mình khuấy đều lên cái nữa và mình để cho nó nguội. Để nguội tự nhiên nha cả nhà. Thời gian nguội cũng hơi lâu đó, cho nên mình nên nấu cái nước này trước là mình mới đi sơ chế những phần còn lại. Mình để qua một bên, trở lại với phần cốc mình giới thiệu lúc nãy nè. Mình sẽ gọt vỏ luôn. Bào hết phần vỏ, cái trái to thì mình chẻ đôi, trái nhỏ thì mình để nguyên. Mình chuẩn bị thêm một thau nước, tầm khoảng 2 đến 2 lít rưỡi, cho vào một muỗng canh đầy muối. Lượng nước là không quan trọng đâu, tầm khoảng 2 đến 2 lít rưỡi chủ yếu đủ để ngâm phần cốc của mình đó. Mình khuấy cho nó tan muối nè, cốc mình gọt vỏ. Gọt vỏ xong á, cái trái nhỏ nè các bạn để nguyên luôn, còn trái to thì mình chẻ đôi. Rồi cho vào đây ngâm. Mình cứ vậy mình làm cho hết, mình sơ chế cho hết phần cốc luôn nè. Và khi cốc mình gọt vỏ và mình cho vào đây ngâm xong rồi á, mình cứ làm xong là được, vớt ra không cần phải để ngâm lâu đâu. Mình đảo qua đảo lại xong á, các bạn chuẩn bị thêm một thau nước sạch nè. Mình cho qua đây mình xả lại một lần. Mình xả cho bớt cái phần muối lúc đầu rồi các bạn. Để muối nhiều thì này cốc nó dễ bị mềm á, nó không còn giòn. Rồi cứ cho qua thau này và mình xả lại một lần là được nha. Và để cốc lên màu vàng tự nhiên rất là đẹp luôn á thì mình phải chần sơ nha các bạn. Mình bắt sẵn một nồi nước sôi. Trong lúc này thì mình chuẩn bị sẵn một thau nước đá luôn. Càng nhiều đá càng tốt cho nó lạnh nha các bạn. Nè, nồi nước sôi mình đã nấu sẵn rồi. Các bạn cứ nấu cho nó sôi lên, sau đó mình giảm lửa nhỏ. Giảm lửa nhỏ hết mức luôn. Sau đó mình cho cốc vào mình chần. Tầm mình chỉ cho vào tầm từ 10 tới 15 giây là mình vớt ra liền nha. Mình không có chần lâu nó sẽ bị mềm. Giờ mình vớt ra mình cho vào thau đá lạnh đã chuẩn bị luôn. Nè, các bạn thấy không? Mình cho vào mình chần chừng vài giây là cốc nó chuyển màu. Từ từ nó sẽ lên màu vàng rất là đẹp mà không cần phải phẩm màu hay là đường vàng gì cả. Rồi mình cho qua thau đá lạnh nè. Cho qua đây mình ngâm thêm khoảng 15-20 phút nữa cho nó tan đá hết là được. Sau đó mình sẽ vớt ra để cho thật là ráo nước luôn. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị ớt. Mình chuẩn bị đây là 2 trái ớt sừng đỏ loại không cay và thêm khoảng 4-5 trái ớt hiểm đó. Thì tùy các bạn thích cay nhiều hay cay ít. Và phần này mình sẽ loại bỏ hết hạt luôn nha. Và mình cắt miếng nhỏ. Do mình chuẩn bị tới hai cái hũ đựng đó nên mình chia ra ớt cay và ớt không cay mình để riêng để hôm lát mình chia ra từ hũ. Nếu các bạn còn dùng một hũ thôi thì mình để chung luôn cũng được. Trở lại phần cốc mình ngâm nước đá lúc nãy nè, mình phải cho qua nước đá như vậy thì nó mới giữ được độ giòn nha cả nhà. Và mình sẽ vớt ra nha, vớt ra cho ra cái rổ thừa để cho nó ráo nước. Nè, mình các bạn thấy không, nó lên màu vàng rất là đẹp luôn. Khi mình ngâm nó còn lên vàng thêm nữa. Mình cho ra cái rổ nè.
cho ra các bạn có thể xóc đều lên á, cho nó rõ bớt phần nước. Mình thấy cái rổ này hơi nhỏ á, mình cho ra cái sàn này á, cho nó rộng hơn để nó mau ráo các bạn. Mình rải đều ra cho nó nhanh ráo, sau đó mình mới cho vào hũ và cho cái nước ngâm vào. Rồi mình để đây cho nó ráo nước nha. Cái hũ đựng thì các bạn nên vệ sinh sạch sẽ, nó phơi nắng thì càng tốt nha. Và khi cốc mình để nó ráo hết phần nước rồi nè, mình mới cho vào hũ luôn. Cứ cho vào đầy hũ là được, cũng không nên đầy quá nha các bạn, mình còn chế nước cho nó đầy nữa. Ớt thì mình chia ra mình cho vào luôn. Và các bạn nên kiểm tra cái phần nước ngâm á, nó phải nguội hẳn mới được nha. Hoặc nó còn hơi ấm ấm, nó chỉ hơi ấm thôi chứ không nóng được nha. Mà nếu các bạn không canh được độ ấm á, thì mình cứ để cho nó nguội hẳn, không sao cả. Nè cái này mình cứ để nguội hẳn luôn nè. Rồi mình múc mình cho vào thôi. Các bạn cứ cho nước vào đầy hũ cũng được là được. Nếu mà cái cốc nó có hơi nổi lên xíu cũng không sao đâu. Mình làm cái này nó rất là dễ, nó đơn giản, nó không có như là các bạn làm dưa chua. Nè, mình cứ cho đầy nước vậy, không cần phải dằn cái gì cả. Rồi cứ vậy mình đậy nắp lại thôi. Cốc ngâm chua ngọt khi mình làm xong vậy nè, chỉ cần một ngày là có thể ăn được, nhưng mà qua hai ngày nó sẽ thấm ngon hơn. Muốn bảo quản lâu thì các bạn có thể cho vào ngăn mát á, nó sẽ giòn ngon rất là lâu luôn. Nhưng mà nếu cho ngăn mát, các bạn phải để bên ngoài một ngày một đêm cho nó thấm rồi mình mới cho vào tủ mát nha. Và đây là phần cốc ngâm chua ngọt mình đã ngâm được 2 ngày này các bạn. Các bạn thấy không, nó có lên màu vàng ươm rất là đẹp luôn. Mình chỉ cần qua cái công đoạn trần sơ là nó sẽ vàng đẹp như vậy mà không cần phải phẩm màu hoặc là đường cắt vàng gì cả. Mình chỉ có một lưu ý nhỏ là các bạn chỉ trần 10 tới 15 giây và nấu nước sôi và giảm lửa nhỏ nhất mình mới cho vào trần nha. Mình không có cho vào trần trong lúc nước sôi đang sôi bùng á. Và khi vớt ra các bạn phải cho vào thau nước có nhiều đá thì nó sẽ giữ được độ giòn và lên màu đẹp như thế này. Hôm nào có thời gian các bạn hãy làm thử theo cách này nha. Và nhớ cho mình xin ý kiến ở phần bình luận. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn theo dõi hết video. Hẹn gặp lại cả nhà video sau.